Xin chào quý vị khán giả đến với kênh MC diễn viên Nguyễn Chí Cát Tường. Hiện tại thì Tiết Cương đang ngồi ở hồ bơi 5 sao mà ngồi để đợi cổ tới quay mà không cho ăn uống gì hết trơn. Trời ơi, bơi đi, bơi đi. Bơi. Trời ơi, hồi nãy chút xíu em té xuống hồ luôn á Tiết Cương. Sao vậy? Em đứng trên này nè thì em nhìn em tưởng đây là cái bức thềm bình thường. Cái em tính bước xuống đi cái tự bước xuống nước. Bây giờ hơi giật mình chút xíu xuống thôi. Cái nữa là tụm xuống dưới luôn nè. Bây giờ hôm nay sẽ mời với một cái không gian, một cái view đẹp như thế này, hồ bơi của khách sạn Vinhom ở Cần Thơ. Vinpearl. Vinpearl hả? Vinh lộn, Vincom là chỗ bán đồ. Bây giờ mình sẽ quay chương trình suy nghĩ của tôi nha cả nhà. Mình cho nước uống hay ăn đồ ăn gì chứ? Trời ơi, nói chuyện khang cổ họng không cho uống ăn uống gì chứ. Ông này đòi hỏi dễ sợ, ông bà quá trời luôn. Em ơi, cho chị một ly uống gì? Nước ép vừa hấu. Nước ép vừa hấu và một ly cam vắt nha. Tính tiền chưa? Nữ nghệ sĩ Cát Tường. Rồi bây giờ được chưa? Có nước uống là giờ nói chuyện được chưa? Trời ơi thì đợi nước tới đi. Thôi thì ngồi nói đi, ngồi dựa vô đây nè. Giờ bữa nay nói cứ gì? Giảng đi, nói bây cái giờ gì? Giảng đi. Nói cái gì? Mình nói chuyện xong đi, mình có vốn rồi mình phục vụ quý vị khán giả xong rồi hai đứa mình sẽ xuống hồ bơi. Đó, nhanh lẹ tức không? Đó. Rồi. Để cái dĩa đây luôn đi chứ em cầm đi rồi sao anh biết. Là chút xíu nữa chị Tường tính tiền sao nha em. Để đi cơ. Không sao đâu, để đây đi đó. Chị Tường chỉ giàu lắm này có nhiêu đâu. Trời ơi, nó ghẻ quá trời ghẻ. Trả tiền cho nhỏ luôn còn bắt nhỏ đi nữa. Thiệt tình. Ủa mà sao cái ở đây nó ghẻ hơn caravan. Ghẻ hơn caravan. Ghẻ hơn nhiều. À bữa hổm mình caravan là cái này 2 ly có 100 mấy, còn caravan 1 ly là đã 200 mấy rồi. Ghê vậy? Anh nhớ không? 100 cái mấy. Bữa hổm mình quay trên cùng có hồ bơi trên caravan ở Sài Gòn. 1 ly là gấp đôi. Ở Sài Gòn phải mắc gấp đôi. Vậy là ở đây dù là 5 sao nhưng nó vẫn rẻ hơn 5 sao ở trên Sài Gòn nha quý vị. Ở thành phố thì cái gì nó cũng phải mắc hơn. Mắc hơn. Rồi thôi giờ làm miếng nước đi rồi tôi suy nghĩ ra cái câu gì khó khó nè. Ngon quá. Công nhận khách sạn 5 sao có khác. Ăn miếng dưa hấu nó ngon. Rồi bây giờ tôi á, ông sẽ giải thích cho tôi cái câu là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân. Ông kiếm quý vị thấy khổ không đi. Ăn cơm chúa hay múa tối ngày chưa ăn dứt miếng dưa hấu. Thôi, chưa vậy được rồi, chưa uống miếng nào hết trơn á là bắt nói chuyện rồi. Cái ống hút này mà organic nha quý vị. Thôi mệt quá lẹ đi, ông hút mà ăn được bộ organic hả? Ê cắn đứt nè, không biết được không. Trời. Uống đi, uống đi cho vừa lòng ông. 150 đó, cho vừa lòng em. 150 là 2 ly phải mình ên tôi 150 đâu chị hai. Trời ơi là trời khổ thay. Ngủ khách sạn 1,7 triệu của tôi đó. 1,7 triệu 20. 20 đó, cho tôi đi, tôi mua gói xôi tôi ăn. Trời. Ê sáng ăn buffet rồi nha, ở khách sạn 5 sao 1,7 triệu một đêm, sáng ăn buffet rồi. Đúng rồi quá. Bây giờ đòi uống nước cam nữa thì sáng ăn buffet sao không uống nước nước cam ở trong cà phê ở trong chỗ ăn buffet đi cho đỡ tốn tiền tôi. Ở trong đó cam bột. Không ở phải. Đây mình mới là cầm vắt. Ở chỗ là cầm bột nha quý vị, đừng uống nhiều quá sẽ đau bao tử. Thôi lẹ đi, trả lời nè. Trời ơi, cái câu này thì nói cái là đã hiểu rồi. Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Cái này là câu của ông bà xưa mình khuyên những cái thanh niên nam nữ lớn lên chọn vợ chọn chồng ở môi trường như thế nào, đúng không? Nếu mình đi một trật môi trường là mình tìm trật vợ trật chồng. Không phải là đến nỗi trật vợ. Cái duyên tình cảm vợ chồng nhiều khi cũng là do duyên số, nhưng mà có những cái là phải tự mình đi tìm. Đó, giống như ông bà xưa người ta nói là trâu đi tìm cọc, chứ đời nào cọc đi tìm trâu, đúng không? Ủa câu này em nói chưa? Chưa. Thì em muốn nói câu này hay hả Tường? Có nghĩa là cái này trong cái sự lựa chọn của mình, thưa quý vị, là trong cái tình duyên ngoài cái duyên số ra có thể tự mình phải đi tìm cái duyên cho mình, chứ mình ngồi chờ thời ở nhà. Thí dụ như em nói thôi mọi người đều nói tôi tình yêu tình cảm là do duyên số, có gì đâu phải đi tìm.
cứ tự nó tới. Bây giờ em nhà em hoài không đi ra ngoài đường, không gặp ai, cái duyên từ đâu tới? Thì bởi vậy, thì bởi vậy đó, cho nên phải tự đi tìm. Nói chung phải lăn xả đi tìm, phải đi tìm. Thì có thể là mình trong lúc mình đi tìm người này thì nó sẽ lòi ra người khác, biết đâu được. À, sao em đi tìm hoài 20 năm nay em tìm hoài mà chưa được vậy? Là thì, em tìm trật chỗ hả? Ừ, tìm chưa đúng chỗ. Ví dụ như em cứ các tường đi tìm, thú vị, các tường tìm ở Úc nè, tìm Canada nè, tìm Mỹ nè, không đi đâu em muốn lấy Ấn Độ nè, Campuchia. Tại sao những cái vùng đất rất là hiền hòa như là Lào nè, Campuchia nè đó, em muốn đi tìm Myanmar nè, hay là Afghanistan, Trung Phi, Nam Phi đồ, các tường đi tìm đúng không? Chưa đúng vùng đất. Tào lao. Nói đùa vậy thôi. Chứ câu này là ông bà xưa nói á, là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn bao quân. Là con người đàn ông mà muốn tìm vợ mà vừa giỏi nè, vừa ngoan nè, vừa quán xuyến được công việc, thì tốt nhất là ở môi trường chợ búa đông đúc. Ở đó thì sẽ tìm ra được một người phụ nữ rất là nhanh nhẹn, tháo vát ha, đảm đang và giỏi buôn bán, phi thương bất phú, thưa quý vị. Cho nên tìm vợ nên tìm vợ chợ đông, là giữa tất cả những cô hàng quán bán bánh nè, bán thịt nè, bán gạo nè, bán thế nào chuối, cũng có một cái cô vợ của mình, bán gạo, bán gom muống, bán tỏi, bán chanh, bán ớt, thí dụ vậy. Thì mình sẽ thường xuyên đi chợ, thì mình sẽ gặp một cô vừa ý mình. Cái đó nghĩ có nghĩa là cái môi trường ở chợ đó nó nhiều và đa số là phụ nữ, thì mình lướt qua lướt lại thế nào mình cũng kiếm được một người vừa ý mình, đúng không? Đúng rồi. Còn gái khôn tìm chồng ở chốn bao quân là người phụ nữ nên tìm một người đàn ông mạnh mẽ, ra chiến trường, ra chiến trường, dám xông qua chiến trường, chứ không muốn tìm một người đàn ông mà có thể bảo vệ che chở mình đó, thì nên tìm trong chốn những người đó, chiến sĩ rất là dũng mãnh, xả thân vì nước đó, ra chiến trường, ra nơi tuyến đầu để có một người anh dũng xứng đáng làm chồng cho mình, chứ không muốn lấy một phụ nữ không chọn chồng, không nên chọn ở vòng vòng trong làng sớm, tối ngại đi đá gà ông rượu không à. Nó không đáng mặt đấng nam nhi đó. Cái đó là ý nghĩa của người xưa, họ nói như vậy. Là có hai cái môi trường để mình tìm vợ tìm chồng, đó là môi trường nữ, thì con đàn ông muốn kiếm vợ thì ra môi trường chợ búa đó, còn phụ nữ mà muốn tìm chồng á, mà xứng đáng á, với cái ước nguyện của mình á, nên tìm chồng là một chiến binh, một người lính xông pha trận mạc, thưa quý vị. Đó là nghĩa đen của cái lời nói là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn bao quân. Rồi, là... thật ra cái nghĩa đen thì dễ rồi, mình đọc xong là mình cũng có thể hiểu. Quan trọng là cái nghĩa bóng đó quý vị. Nghĩa bóng là cái mà anh em chúng tôi thường hay đàm đạo. Nghĩa bóng, vô. Ủa sao các từ không nói trước đi? Ủa tại ông uống nước của tôi trong gửi không, ông phải nói chứ. Bây giờ Tiết Cương khôn mà phải để các tường coi như là nấu trước, để mình ở phía sau mình chỉ tóm gọn ý kiến này thôi. Thì đó bây giờ cho trời. Nhưng mà nói tóm lại nha, đừng có nói chốt lại là không có được á. Cờ bạc đổ đen mà. Ừ. Tóm lại hoặc là kết tổng luận, kết luận hoặc tổng kết, không được nói chốt lại. Tôi chưa có chốt thì tôi mới banh ra, chứ tôi chưa có chốt banh ra. À, trai khôn tìm vợ chợ đông có nghĩa là thứ nhất đó, cái nghĩa bóng của nó là bây giờ thay vì là mình ngồi mình chờ đợi thời cơ tới, thì mình có thể mình phải đi lăn xả ra ngoài, mình phải tìm tới những cái nơi đông đúc, những cái nơi, cái môi trường mà mình có thể có được cái cơ hội. Nếu mình nằm trong nhà hoài thì mình vẫn ế, nhưng mà ngược lại, tuy nhiên đôi lúc mình tìm kiếm quá nó cũng không có gặp. Giờ tôi áp dụng vô cuộc đời của tôi thôi, tôi kiếm đủ môi trường hết trơn rồi, thấy không? Quán nhậu có, vũ trường có, trường học có, về quê có, ra nước ngoài có, đó, đủ thứ hết trơn mà tôi vẫn chưa tìm được chồng. Đó là dạy cho cái duyên số nó chưa tới. Đi tìm là một chuyện, mà còn có hay không là một chuyện khác nữa nha quý vị. Rồi. Tôi nghĩ bóng tôi mới vô đó, tôi chưa được khai thông, phải ai không nói không nói nữa. Không hiểu vậy. Vậy mà nói em tiến bộ qua từng từng số, từng câu nói, cuối cùng nói vậy cũng chưa hiểu câu đó luôn, phải không? Chưa hiểu luôn. Để anh nói phân tích cho câu này, ông bà nói thâm thúy nha quý vị ơi. Không có đơn giản là để có một cái môi trường để mình tìm thôi. Nhưng mà để Cương nói tiếp về cái nghĩa đen chút xíu nữa. Cái đó có thể đúng ở ngày xưa, nhưng mà đến bây giờ vẫn đúng nha quý vị.
Có nghĩa là bây giờ á, người đàn ông muốn tìm vợ á, mà gọi để nhanh nhẹn và gọi như là thích ứng được với cuộc sống hiện đại á, thì cái môi trường á, chợ đây á, bây giờ mở rộng ra là cái môi trường ngoài xã hội luôn. Chợ đây có nghĩa là chợ đời luôn, cãi về chợ đời luôn, về mọi thứ mà mặc thì mình để ra đời là phải lăn xả ra đời, thì mình sàng lọc lại mình muốn kiếm được một cái con người phụ nữ mà mình gọi như là mình chấm được đó. Còn nghĩa đen của tìm chồng ở chốn bao quân mà dành cho thời nay á, ví dụ như các tường muốn đi tìm á, là tìm trong, bây giờ là thì không còn chiến tranh đánh nhau cầm cái súng hay cầm gì bắn nữa, mà giữa những cái gọi là thương trường đó, thương trường là chiến trường. Chiến trường thì đó, trong cái môi trường thương trường mình phải lăn xả ra, trong buôn bán, trong giao dịch, trong làm ăn thì mình sẽ gặp được những người đàn ông đó thành đạt, và mình sẽ sàng lọc từ những người đàn ông đó tìm một người xứng đáng cho mình để lấy làm chồng. Thưa quý vị, cái đó là dành cho những cô gái mới lớn để tìm chồng. À, do không đúng được các tường là do các tường bị lỡ rồi quý vị. Đúng từ gọi là lỡ gì? Lỡ thì. Đúng. Cho nên nó khó. Chứ còn đối với những người phụ nữ mà xuân thì mới lớn lên thì cái môi trường trong thương trường là cực kỳ chính xác, là sẽ có những người đàn ông họ thành đạt thế nào, tính tình họ thế nào thì nó sẽ bộc lộ hết. Và đối với các tường thì bây giờ khó cái là cô ấy phải tìm một người nó phải thành đạt, nhưng mà ở lứa tuổi lớn, ở lứa tuổi lớn mà thành đạt thì đa số đã có gia đình hết, đúng không? Đâu có ai mà đàn ông mà trên 30 tuổi thành đạt mà chưa có vợ đâu, không bao giờ có ai hết trơn á. Thì những người đó họ phải giống như là chia tay, hay là vợ bị mất, hay là họ gãy gánh giữa đường một lý do đó, thì các tường mới có thể hợp với tuổi tác và tính tình của ấy. Thành ra mà cái yêu cầu của ấy đặt ra cũng hơi khá cao. Cho nên ủa anh... phân tích tôi chi vậy? Phân tích cái câu của ông bà đi, tự nhiên phân tích chuyện ế của tôi chi vậy? Nên các tường nên giảm bớt cái tiêu chí mình, tại vì cuộc sống không có gì mà nó trọn vẹn. Thì thí dụ gặp người nào tính tình được, thương mình mà cái đầu hơi hói xíu, cái bụng bự chút xíu thì cũng ráng chịu đi. Chứ giờ tìm đâu ra người vừa khoảng từ 40 tới 50 mà vừa đẹp trai, đầu không có hói, phải trắng trẻo, hư sinh, thành đạt, rồi rảnh rỗi, có tiền, rảnh rỗi, hiền lành, dễ thương, cưng chiều vợ, rồi mua sắm cho vợ đủ thứ hết. Cái đó người ta lấy hoa hậu rồi. Tôi không có đòi mua sắm anh nha. Không, nhưng đã ý vậy, nhưng đã ý là từ 40 tới 50 mà thành đạt, mà đẹp trai, phong độ thì lúc đó người ta lấy hoa hậu rồi, hoặc lấy con gái 18, 19 rồi, đúng đâu không? Người ta không thích hoa hậu sao, người ta thích mẫu hậu sao, người ta thích vẻ đẹp trong tâm hồn của tôi thì sao. Thôi bây giờ bàn vô cái câu kia đi, tự nhiên bàn chuyện của tôi thì đi lạc đề rồi. Cho rồi, uống bởi vì cho uống chi, 150 ngàn. Rồi, nói chứ, giờ tiếc cười. 150 là chung á, bà đang sĩ vả bà luôn á. Nói chứ Tiết Cương sẽ bàn và nghĩa bóng con này, nếu mà Tiết Cương không nói thì chắc Tiết Cương các tường không hiểu nổi, quý vị ơi. Cái trình của các tường không hiểu nổi câu này đâu. Rồi phân tích như trước mắt là tìm vợ chợ đông ha. À, tìm vợ chợ đông á, ngoài nghĩa đen là tìm một người phụ nữ trong cái môi trường đó là để thể hiện sự đảm đang, quán xuyến, giỏi giang, khéo léo, thì các tường nên nhớ cái từ mình hay nói là từ chợ búa. Chợ búa để thể hiện cái gì? Thể hiện cái tính cách thật của một con người. Em công nhận không? Thí dụ như bây giờ ra chợ, cái nơi đó là gì? Mua gian bán lận. Mua gian bán lận, tiền bạc, cãi vã, mắng chửi, ồn ào, kỳ phức chiếc, tạp, nói thách, trả giá. Nói đâu xa, mới bữa Tiết Cương lên Đà Lạt nè, bị chửi một. Vô hỏi xong cái trả giá hay gì đó, không mua, trời ơi chửi anh quá trời, chửi luôn, bị chửi quá trời của gì ơi. Rồi nó bịt khẩu trang lại rồi, đội nó không có đeo mắt kiến mà đội nó ai biểu trả giá chị cho giữ. Thì cái bà đó không biết là Tiết Cương cho nên chửi quá trời chửi luôn, thì mình cũng thôi, mình cũng thông cảm, không có gì hết, ngày buôn bán người ta mà. Nhưng mà mình cũng hiểu ra được là cái môi trường chợ búa nó là như vậy, phức tạp là như vậy. Vậy sao đi ra kiếm chợ ngoài chỗ phức tạp? Thì chính từ cái nơi đó mình mới hiểu được cái con người. Bởi vì giữa những cái người phụ nữ mà chi ly nhỏ nhặt, cơm áo gạo tiền, từng đồng từng cắt, mà tìm được một người phụ nữ mà mình cảm thấy
họ không bị hòa nhập vô cái môi trường đó, đúng không? Họ không hòa tan, họ chỉ họ vẫn là họ, không vì so đo đồng tiền bát gạo không hỏi. Mua một món đồ hay mua bó gao ha, mà họ mình có không mua người ta vẫn vui vẻ, vẫn nở nụ cười trên môi thì, ha, và không có gây lộn với những bạn hàng kế bên. Thí dụ như thường mua bán nhỏ người phụ nữ mà họ hay gây lộn lắm, kế chèo bên kéo giành khách. Thí dụ hai người hai cái tiệm khác nhau bán hàng khác nhau thì cũng sao, mà hai người bán giống nhau ngồi kế là thế nào cũng có chuyện à. Thí dụ hai bà hàng tôm hai bà hàng cá mà ngồi kế là xong đó. Có nghĩa là trong một cái môi trường cực kỳ phức tạp, cơm áo gạo tiền, nói thách gây lộn và giành khách chèo kéo, mà tìm được một người nết na thùy mị không bị những cái tánh đó thì có phải là đúng là cái người phụ nữ mà mình đi tìm không? Tường thấy đúng không? Thấy không? Có nghĩa là cái người phụ nữ rất là điềm tĩnh ha, vẫn lo được buôn bán nhưng không bị hung dữ, không bị cái tánh mà chèo kéo, không bị nhỏ nhặt, thấy không? Cái nơi là không bị những cái tính xấu đó. Tính xấu á, tại vì là gần bùng mà chẳng hơi tanh mùi bùng đó. Đúng, mà ở một cái nơi cực kỳ phức tạp và chợ búa là cái nơi dễ nhiễm nhất, thấy không? Mà không nhiễm là coi như là đời đã sàng lọc cho mình rồi thì mình đi tìm đâu nữa. Không tìm được một người nào mà trong cái môi trường đó mà hiền lành dễ thương vậy là quá rồi. Có nghĩa là cai khôn tìm vợ chợ đông, đúng cái môi trường đó, đúng cái người đó. Thế môi trường chợ là cực kỳ phức tạp và chi ly đồng tiền, mà thí dụ mà mình có làm gì người ta phật ý, người ta không chửi mình, không mắng mình mà người ta vẫn vui vẻ là chứng tỏ là cái nết quá đẹp rồi, không còn giỏi giang buôn bán ở chợ nữa thì còn cái gì nữa mà để từ chối rồi đó. Mày chi cho cực vậy trời, chi cho cực vậy trời ơi, tìm một người để người ta muốn cái cô kiếm cô giáo, người ta vô trường học, người ta muốn kiếm người buôn bán, người ta đi ra chợ, chứ mà đi vô trong chỗ chợ búa phức tạp mà đi kiếm người A Di Đà Phật chi cho cực vậy. Đã nói là cái ngày xưa, câu này là dành cho ngày xưa, là chỉ có ngoài chợ và ở nhà thôi chứ đâu có môi trường sư phạm, môi trường công sở đâu. Rồi. Thì bây giờ thì cũng vậy thôi. Rồi, bây giờ tìm chồng ở chốn ba quân, ra ba quân nó bắn nhau, nó quýnh nhau y chéo, thằng nào mà còn sống không có chết là đó là chồng mình đó hả? Sai quá, sai luôn. Chứ gì nữa? Chốn ba quân là như vậy nè. Có nghĩa là người đàn ông đầu tiên á, lớn lên thời xưa là phải đi lính. Đó. Thì nó thể hiện được tính cách là người nào dám đi lính là người đó trước mắt là đã mạnh mẽ rồi, đã gan dạ rồi. Còn người không dám đi lính là đã trốn rồi. Trốn nghĩa vụ quân sự. Trốn nhủi rồi. Vẫn trốn được thưa quý vị, thời nào cũng vậy á. Đừng nói thời xưa, thời nay, thời bây giờ cách đây năm, sau đây 10 năm, 20 năm mà muốn trốn là trốn rồi. Cho cái tánh người. Đầu tiên là khi mà tìm chồng giữa chốn ba quân là cái một người đàn ông mà dám đi lính, dám xông pha ra xa trường đã là người đàn ông trách nhiệm với xã hội, là người đàn ông tốt, đã là một người đàn ông đầu tiên đã thể hiện được bản lĩnh đàn ông và đức tính là gan dạ anh dũng rồi. Rồi đúng không? Rồi là mình đã sàng lọc được hơn nữa rồi. Rồi là mấy ông nhát á, như Tiến Cường á, là đã ở nhà rồi đó, không có đi ra trận là đã sàng lọc được một cái rồi. Rồi tiếp tục, khi mà ra xa trường, cái giữa nơi mà giữa kề cận giữa sự sống và cái chết nó sẽ hiện rõ ra luôn. Con rồi, người thật nhất là lúc gì? Ở đây mới bắn cái đùng cái thấy chạy mất tiêu. Mất tiêu. Có nghĩa là đầu tiên vẫn dám đi, nhưng mà đi ra tới nơi mà nghe súng bắn hay là nghe đạn réo hay là gươm giáo đồ. Quay lại mất tiêu. Mất tiêu luôn. Đó, nó cũng là thêm một cái sàng lọc nữa là một người đàn ông mà ra mình tìm chồng giữa chốn ma quân là khi mình đã ra một cái nơi đó mà mình thấy được cái người đàn ông nào mà dũng cảm gan dạ và họ lập được chiến công hay là họ có chức tước chức vị là trên xa trường, chứng tỏ họ phải mưu trí gan dạ dũng cảm thì họ mới có được những cái phần thưởng đó. Thì đó phải có phải là cái người cái đấng nam nhi xứng đáng để mình chọn làm chồng không? Đó, đó ông bà xưa. Hiểu chưa? À, bây giờ mới khai sáng là được hai ý đó. Chứ trước đó là chưa nghĩ ra. Tôi đâu có cần khai sáng, mà tôi đang nghĩ tới câu chuyện. Tự nhiên Tiết Cương nói cái vụ đèn câu đầy nơi ngoài lề mà nó vui lắm. Tự nhiên có những người đàn ông không dám đi ra trận, không dám đi ra chiến trường, không dám đi nghĩa vụ quân sự. Tại vì sợ đúng không? Những người đàn ông đó là sợ, người ta không dám đi đúng không? Nhưng mà trên thực tế á, đúng là cái chết có nhiều người trốn nghĩa vụ quân sự á, anh biết làm gì không? Làm gì?
chặt cái ngón tay hoặc chặt cái ngón chân cái là không có đi nghĩa vụ quân sự. Chặt ngón chân cái, ngón chân cái không có đâu bấu được, đâu chạy được. Đúng rồi, hễ có cái bàn chân mà không có ngón chân cái là không có đi nghĩa vụ quân sự. Thế có nhiều người trốn nghĩa vụ quân sự, em biết luôn bộ. Hồi xưa lúc em còn nhỏ ở dưới quê á, quê anh cũng có vậy. Ừ, là một là cắt cái ngón này, ngón này không, sao không, bắn súng được không có ngón này là không bắn súng được. Vậy tính ra người đàn ông nó cũng đâu có chết nhát đâu, tới cường cũng gan lắm chứ. Thì dám lấy dao mà chặt cái ngón tay với chặt cái ngón chân là gan quá chừng. Cái ông mới là nhát dữ á. Tại vì đi ra xa trường á là có thể chết hả? Chết. Khả còn năng chết 50-50. Nhưng mà mất cái ngón tay mất con chân vẫn sống à. Mất ngón tay. Nó ảnh hưởng gì đâu. Không. Nhưng mà sao tại anh... vì không móc được ngón này thì cũng móc ngón khác. Nhưng mà anh dám chặt. Nhắm mắt lại. Trời ơi là trời. Nó nhanh lắm. Hoặc nhờ người ta chặt giùm. Thế ghê quá. Thôi giờ quay lại cái chủ nhưng đề. Nhưng mà tại em biết không, giữa cái thời đó giữa sự sống cái chết nó ghê. Đi ra chiến trường là cái chết là thấy cận kề cận cho nên kề. Là đúng. Ai mà đúng. Dám đấy là ngon lành lắm. Ba tôi là gan lắm, không bao giờ chạy hết trơn. Em cũng vậy, học cái máu anh hùng của ba em. Ngày xưa Tường đi chơi, quý vị biết sao không? Đi chơi mà mấy bạn Tường mà quýnh lộn quýnh lạo á là chạy mất mấy đứa con gái là chạy mất dép hết. Mấy thằng trai quýnh lộn là mấy đứa con gái chạy hết. Mà câu cuối cùng mấy thằng trai quýnh lộn xong rồi á, nhìn lại vẫn Cát Tường vẫn đứng yên đó, là sẽ đi thu, như là bạn mình có bị gì đó mình tới mình chăm sóc. Ngay cả về xưa đó, hồi đó Tường nhớ ba của Na Uy á chửi Tường một trận. Em ngu quá à, mai mốt mà rủi mà anh có bị gì á, đánh nhau đến rồi thì em phải cho em chạy đi chứ em đứng ra làm gì, đứng ra làm chi vậy. Nó thôi tự nhiên em đứng với anh cũng chửi nữa. Em chạy đi, một là em chạy em ra em kêu cứu, hai là em kêu công an. Em phải có ý nghĩa hơn không, tự nhiên đứng đó. Nhưng mà tự nhiên cái nết của Tường á, là Tường là một con người cũng rất là nghĩa hiệp. Tự nhiên mình cảm giác người bạn đang đi chung với mình mà bị tai nạn, bị quýnh mà tự nhiên mình chạy, sao thấy nó hèn quá. Ôi cái này công nhận Tường là hèn chi chắc cốt đàn ông, bởi vì đàn ông người ta không khoái. Đó không cái gì. Đó như vậy là tổng kết của nãy giờ thì các Tường hiểu được gì, các Tường chốt Tường lại với Cường đi. Chốt lại đó là quý vị hiểu không? Coi như là tôi cũng đi tìm 20 năm nay mà tôi tìm chưa ra. Mà nhân tiện cái số phát sóng ngày hôm nay đó, tôi nói luôn với quý vị đàn ông á, chọn tôi là không bao giờ sai lầm. Trời cái gì vậy, đang bằng cây dao tục ngữ. Quý vị chọn tôi quý vị sẽ không sai lầm. Thứ nhất tôi đâu cần mua sắm gì đâu. Tôi có từ tiền rồi tôi tự mua. Thứ hai tôi chỉ cần cái người là chung gan đấu cật, có nghĩa là cùng tôi chia sẻ ngọt bùi. Và tôi đảm bảo với quý vị, nếu như quý vị mà yêu thương tôi, mà quý vị mà ở với tôi, rủi như quý vị có gặp sự cố gì, gặp tai nạn gì, gặp gọi là lên voi xuống chó gì á, thì tôi cũng không bao giờ bỏ. Đây là một phút tâm sự của các Tường, không có dính tôi chậm thưa quý vị. Tôi cũng không bao giờ bỏ mọi người đâu, tại vì tôi là có một người rất là có máu, rất là nghĩa hiệp, không bao giờ bỏ bạn của mình, chứ đừng có nói chi mà bỏ chồng. Cho nên chốt lại vấn đề là ai cần thì cứ tìm tôi. Tôi thấy chớt rồi nha. Cường chốt rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ngày hôm nay. Đó là cho anh em tụi tôi phân tích thì nó vui, nhưng mà thật sự là đúng đó nha cả nhà. Những gì anh Tiết Cương chia sẻ là cũng là đúng đó. Nó đúng với mọi thời đại. Những cái câu ông bà xưa mình là luôn luôn đúng, nhưng mà cũng có cái đúng cái sai. Còn chốt lại thời nay là tôi vẫn chưa có chồng nha cả nhà. Hết ly nước luôn rồi. Rồi hết 150.000. Cảm ơn nữ nghệ sĩ Cát Tường đã tài trợ chương trình này. Bởi vì Tiết Cương đã cống hiến quá nhiều cho cô ấy. Chất xám à. Chất xám. Nói chơi nó đùa chứ Tiết Cương cũng nói một phần ý kiến của mình. Tất nhiên là trong những cái phân tích có những cái đúng cái sai, rất mong sự đóng góp của quý vị khán giả. Rồi hết nước rồi, tôi cũng hết văn rồi quý vị. Quý vị hãy nhấn subscribe theo dõi kênh YouTube của MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường nhé. Và nếu như yêu thích chương trình Suy Nghĩ Của Tôi, hãy like và share hoặc là bình luận những cái câu gì mà quý vị muốn hai đứa tôi phân tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục tốn 150.000 để chia sẻ chất xám cho quý vị. Thank you và hẹn gặp lại. Bây giờ thì mình làm gì đây? Dạ mình đi xuống hồ đi bơi. Bye bye. Mọi chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.